Xin chào, trước hết, khách sạn chỉ được xem như là nơi bạn ở, nghỉ đêm qua mà thôi. Nhưng hoạt động này đã quá quen thuộc từ rất lâu rồi. Ngày nay, những người chủ khách sạn đang cố gắng để nổi bật hơn so với số đông, nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn, và họ đã làm mọi thứ, ngay cả việc biến chúng thành một nơi để du lịch. Và hôm nay, chúng tôi giới thiệu cho các bạn video 5 khách sạn kỳ quặc nhất trên thế giới. RVA là nhà cái casino online hàng đầu, mang đến cho người yêu thích casino trải nghiệm cá độ tốt nhất châu Á. RVA khiến bạn vừa thoải mái ở nhà mà vẫn được tận hưởng không gian như ở Las Vegas. Và bạn cũng sẽ nhận được nhiều cơ hội giành chiến thắng. Đặc biệt, bạn cũng sẽ nhận được 40 lần quay miễn phí và bonus trong 4 lần nạp đầu tiên. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy nhấp vào liên kết trong phần mô tả bên dưới để tham gia cùng chúng tôi ngay bây giờ. 5. Khách sạn Grani Farala. Các nhà thiết kế ở Hà Lan đã dành rất nhiều thời gian để đem đến một cuộc sống mới cho chiếc cần cầu cũ khô khan này bằng việc chuyển đổi nó thành một nơi ở, đó là khách sạn. Những căn phòng của khách sạn có 2 tầng và được đặt ở độ cao 35, 40 và 45 mét. Từ cửa sổ, du khách có thể có được cái nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp ở thành phố từ trên cao. Đặc điểm đặc biệt này là buồng lái có thể xoay 360 độ theo yêu cầu của người đi nghỉ mát. Nó có thể được mở ra và du khách có thể ngắm nhìn với cái nhìn đối diện toàn cảnh của thành phố. Khách sạn có bể tắm sục ở tầng trên cùng với cái nhìn thú vị ra thành phố Amsterdam. Ngoài các dịch vụ tiêu chuẩn có ở Grani, ở đây còn có một spa và những người muốn tìm kiếm sự vui nhộn sẽ được cung cấp dịch vụ nhảy bungee xuống dưới. Một đêm ở khách sạn này sẽ có giá khoảng 600 đô la. 4. Khách sạn tuyệt vời này được gọi là Cox Lantern Astic nằm ở Lapan. Có 40 cabin sang trọng, 20 lều tuyết lắp kính và 60 giường sọc vằn được lắp kính giữ nhiệt độ đặc biệt. Điều độc đáo nhất trong khách sạn này là những chiếc lều thủy tinh tuyệt vời có dạng hình cầu với trần nhà trong suốt 100%. Điều này cho phép những vị khách của khách sạn có thể chiêm ngưỡng một sự kiện tuyệt vời xuất hiện ở vùng đất này. Vâng, chúng ta đã nói về những tia bắc cực quang trên bầu trời. Bạn có thể xem mà không cần rời khỏi phòng của bạn, thậm chí cả khi không cần rời khỏi giường. Giá cho mỗi lều là từ 260 đô la và cabin gỗ là từ 200 đô la. 3. Khách sạn sinh thái cụm tháp Aureal Amazon. Cung cấp chỗ ở nằm ở trên cùng với những cái cây trong rừng rậm Amazon trên nhánh sông Rio Lego. Ngôi nhà cao nhất Tarzan nằm ở độ cao 22 mét. Khách sạn bao gồm 8 tháp dựa trên những cây nhiệt đới to khỏe. Để di chuyển từ ngọn tháp này đến ngọn tháp kia thì các lối đi được nối để liên kết các phần riêng biệt của khách sạn. Khách sạn cung cấp cho khách chỗ bơi và những chú cá heo hồng độc đáo chỉ được tìm thấy ở vùng sông Amazon. Ở tại khách sạn này sẽ khá tốn kém, trung bình khoảng 450 đến 500 đô la một đêm. 2. Tiếp theo cũng là một khách sạn bất thường khác, khu nghỉ dưỡng dưới nước Poseidon. Nó rất thú vị, chủ yếu là gồm khoảng 25 buồng kín dưới nước, mỗi phòng giống như một tàu ngầm thu nhỏ. Đều có một cái vòm an toàn và lối vào cho thợ lặn trong trường hợp khẩn cấp. Nằm trong phòng, du khách có thể quan sát được toàn cảnh khung đại dương và để làm điều này, họ cần một loại ánh sáng đặc biệt. Chính điều này sẽ thu hút việc đặt phòng của du khách đến với thế giới dưới nước. Chi phí sinh hoạt của mỗi phòng ở dưới nước của hai người mỗi tuần là 30.000 đô la. 1. Khách sạn phiêu lưu Skyloge. Khách sạn mini đặc biệt này đem đến cho du khách những ấn tượng khó quên mà ta chỉ có thể có được ở những vùng núi. Trên những mỏm đá cao là 3 viên nang trong suốt được thiết kế cho du khách thích chinh phục hoặc dành cho những người không sợ hãi khi ở độ cao 122 mét so với mặt đất với một độ dốc cực lớn. Bạn có thể đến được với những lớp vỏ trong suốt này bằng một con đường mòn hoặc bằng cách sử dụng một hệ thống dây treo cho những người leo núi. Các phòng được làm bằng nhôm trong suốt từ polycarbonate, vì vậy họ không lo sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết thay đổi. Khách sạn này đã thu hút lượng lớn nhu cầu của khách du lịch. Ai muốn một trải nghiệm đặc biệt vào một đêm ở khách sạn này sẽ tốn khoảng 1.000 đô la. Vì vậy, các bạn
Nếu muốn đến thăm các khách sạn độc đáo như vậy, hãy để lại bình luận ở dưới nhé. Trên đây là video 5 khách sạn kỳ quặc nhất trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!